Messi phản bác lại Mbappe, Euro không hay hơn World Cup. Messi phản bác lại đồng đội cũ Kylian Mbappe, người cho rằng giải đấu Euro khốc liệt hơn World Cup. Vòng chung kết Euro 2024 chuẩn bị diễn ra trên đất Đức từ 14, 6, 14, 7, hứa hẹn những trận đấu căng thẳng và hấp dẫn. Một tuần sau đó Copa America cũng khởi tranh tại Mỹ. Chia sẻ trước khi cùng tuyển Pháp hướng đến mục tiêu chinh phục danh hiệu Euro 2024, Kylian Mbappe cho rằng sân chơi bóng đá châu Âu khó khăn hơn World Cup. Euro cũng là danh hiệu Mbappe còn thiếu ở cấp đội tuyến quốc gia sau khi đã cùng tuyển Pháp giành chức vô địch thế giới vào 2018, Nations League. Với tôi, Euro khó hơn World Cup, với nhiều áp lực hơn khi các đội quá quen nhau. Tôi thực sự muốn vô địch Euro 2024, giải đầu tiên tôi với tư cách là đội trưởng tuyển Pháp. Giải đấu thực sự quan trọng đối với tôi. Messi không đồng tình với quan điểm của Mbappe, người Anh từng chơi cùng ở PSG trong hai mùa. Trong cuộc phỏng vấn với ESPN, ai cũng muốn cho thấy tầm quan trọng giải đấu mình góp mặt. Hẳn nhiên, Euro là giải đấu tầm cỡ, quy tụ nhiều đội bóng rất mạnh. Nhưng Mbappe quên là ở đó không có đội 3 lần vô địch thế giới Argentina, Brazil 5 lần, Uruguay 2 lần. Việc thiếu nhiều nhà vô địch thế giới ở giải đấu như vậy thì không thể nói là khó khăn nhất được. Các đội bóng hay nhất, các nhà vô địch thế giới đều có mặt ở World Cup. Đó là lý do ai cũng muốn lên ngôi ở giải đấu này. Messi đạt được giấc mơ cuộc đời khi cùng tuyển Argentina vô địch World Cup 2022. Hiện chàng đội trưởng số 10 đang cùng các đồng đội chuẩn bị cho Copa America 2024. Tay săn bàn 36 tuổi cũng chia sẻ thêm, Inter Miami của ông chủ David Beckham sẽ là bến đỗ cuối cùng của anh trong sự nghiệp cầu thủ.